Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta quay trở lại với phần mềm thiết kế đồ họa. Bởi vì kênh này của tôi là gồm có hai phần, đó phần lập trình programming giúp cho các bạn lập trình software và các app ứng dụng trên mạng. Trong cái phần software thì tôi đã dạy một cách tổng hợp gồm có thiết kế cơ sở dữ liệu, design database. Để trong cái phần đồ họa mà các bạn sử dụng để chúng ta làm các phim hoạt hình cho các em thiếu nhi thì chúng ta đã được học cả Photoshop trong kênh. Các bạn yêu thích kênh thì đăng ký subscribe cho tôi. Thì trong phần làm hoạt hình thì tôi có dạy mấy phần mềm đồ họa, trong đó có phần mềm Crazy Talk Animator hoặc là Animator Toon Boom Animator là bản 4. Thì trong bản này thì chúng ta dùng đến phần mềm gọi là Toon Boom Harmony. Toon Boom Harmony nó khác với phần mềm Crazy Talk Animator. Mỗi một phần mềm nó có ưu và cái nhược. Đối với những bạn mà làm hoạt hình nhanh, sử dụng về với Toon Boom Animator thì các bạn thấy là nó chính là họ Crazy Talk của hãng phim hoạt hình kia. Thì đối với phần mềm đó thì giúp cho chúng ta là tạo nhanh, nhưng mà để tùy biến thì nó lại khó hơn đấy. Và phần mềm đấy yêu cầu chúng ta phải có một cái máy chạm rất là lớn, thì chúng ta hoặc là chip Xeon hoặc là nhiều nhân. Có những cái con server mà nó lên đến 48, 54 nhân thì nó mới làm việc nhanh được. Còn đối với chúng ta chưa có điều kiện mua một cái máy tính tốt thì chúng ta có thể sử dụng phần mềm này để chúng ta có thể linh hoạt sử dụng. Các bạn chú ý, phần mềm này là tương đối đắt tiền nhé, và nó được nhiều cái trang bẻ khóa hay là crack phần mềm ở trên mạng. Thì những trang đó cho chúng ta phần mềm miễn phí, các bạn sẽ áp dụng đọc hướng dẫn và cài đặt vào. Thì trong phần này tôi không dạy cách cài đặt mà tôi vào phần chương trình luôn. Thì các bạn như các bạn đã biết đấy, thì nếu các bạn sử dụng hai màn hình thì tốt hơn. Ở đây thì tôi dùng hai màn hình để cho nó, nếu chúng ta sử dụng một màn hình thì thao tác nó cũng vẫn như vậy nhưng mà nó hơi chậm hơn. Tất cả những các menu mà mục chọn mà chúng ta muốn làm ở trong đây thì đều có trong đây hết, các bạn có thể sử dụng nó đều rất tốt. Đấy, đều rất tốt. Thì bài hôm nay tôi muốn giới thiệu các bạn cách vẽ và sử dụng Control Master Controller, và sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng camera để quay chụp lại các phần cảnh mà chúng ta đã làm. Thế thì trong timeline của các bạn thấy là trong cái này, cái dòng thời gian này các bạn có thể chạy rất là nhiều ô. Mỗi một frame, người ta gọi là một frame đấy, thì chúng ta biết là 24 hình trên giây thì sẽ có 24 ô trên một giây. Thì chúng ta muốn cái thời lượng của cảnh của chúng ta dài đến bao lâu thì chúng ta đưa con chuột vào chỗ này và chúng ta kéo con chuột đen này. Đấy, thì nó sẽ giúp chúng ta là, đây con chuột này nhá, các bạn có thể kéo được rất nhiều frame, lên đến hàng ngàn frame, vài ngàn frame cũng được. Đấy, thì đây là cái phần mà chúng ta kéo lên, ta đã kéo được lên rất là nhiều. Thì ta chia cho 24 thì ta ra tính số phút, số giây, 24 hình trên giây thì chúng ta sẽ ra được số phút mà chúng ta làm một cái cảnh. Và các bạn làm mỗi cảnh một cái, sau đó các bạn sử dụng phần mềm giữa Camtasia, các bạn có thể nối chắp lại các đoạn video của các bạn. Và bây giờ cũng rất là nhiều phần mềm sửa video thì chúng ta bằng cách là nối lại, thì cái đấy thì không thành vấn đề. Cái vấn đề của chúng ta là chúng ta làm được cái hình này, làm được cái phần mềm này nó tốt. Bài này tôi hướng dẫn kỹ. Các bạn chú ý ở đây có hai cái tab là camera và drawing. Thì cái phần camera thì là dùng để phần làm hoạt hình đấy, phần drawing là để cho chúng ta có thể vẽ. Đấy, để vẽ thì các bạn nhìn thấy là Nó giống như Photoshop, ấn phím Space thì nó sẽ di chuyển được, đúng không? Các bạn có thể di chuyển được, phóng to thu nhỏ bằng các bạn chuột giữa, hoặc là phím số 2, phím số 1. Phím số 2 và phím số 1 các bạn có thể di chuyển. Đấy, đây là chúng ta sử dụng phím số 2 và số 1 nhé. Đấy, các bạn có thể ghi cho tôi là chúng ta dùng key one là dùng để zoom in. Đấy, còn key 2 là dùng để zoom out. Đấy là các bạn chú ý cho tôi như thế. Tiếp theo là các bạn dùng Control và phím tách thì là nút phóng to. Nó cũng có thể sử dụng này. Đấy, Alt và để dùng để quay. Chúng ta chú ý cho tôi là chúng ta sử dụng cộng Control to rotate. Đấy, rồi chúng ta Shift X. Cộng X dùng để ra set to reset rotate. Đấy. Các bạn chú ý nhá. Đây là những phím mà tôi đã nói để các bạn thao tác nó dễ. Shift X dùng reset. Đấy. Rồi, bây giờ chúng ta có thể áp dụng vào để chúng ta vẽ. Đấy. Ngon lành, đúng không? Rồi thì trong đây thì các bạn đầu tiên là các bạn sử dụng cái timeline. Trong timeline của chúng ta thì chúng ta chú ý cho tôi là frame đầu tiên. Đây là frame khung hình đầu tiên, khung hình thứ hai, khung hình thứ ba, vân vân. Các bạn cũng có thể sử dụng Xset để chúng ta có thể vẽ. Xset thì nó sẽ vẽ chúng ta từng khung một. Thì cái này là theo chiều dọc. Các bạn chú ý nhé. Đây theo chiều dọc. Đấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ áp dụng để vẽ một nhân vật. Bây giờ tôi muốn vẽ một nhân vật là một công chúa trong bộ phim hoạt hình. Tôi import image vào. Các bạn có thể tưởng tượng ra, các bạn vẽ cũng được, không có image được. Đấy, vua thì tôi để đây, cái này là tôi để phần này. Bây giờ tôi muốn vẽ một đó, tôi vẽ một cái hình cô gái. Rồi để tôi xem. Đó, tôi chọn một cô gái để tôi vẽ. Các bạn bật cái nút này lên cho tôi, bóng điện. Đó, đây là một ô cô này thì cô ngồi bàn. Cô ngồi bàn thì mình vẽ được, nhưng mà thôi, hình này chúng ta sẽ xóa đi. Chúng ta sẽ xóa đi. Chúng ta cho phần cô nhỏ này lại. Các bạn nhìn thấy là phần cô gái này người ta xóa đi. Ta chọn cô khác để cho nó hợp lý hơn. Chúng ta vẽ bút chì trước nhá, xong rồi chúng ta nhập vào. Nếu bạn nào mà vẽ bằng tay luôn cũng được thì nó nhanh hơn. Như vậy ở đây chúng ta sẽ chọn một cô công chúa. Thì tôi chọn xem công chúa nào đẹp hơn. Tôi chỉ cần lấy cái đầu của cô ấy thôi. Đấy, còn người thì tôi sẽ thu nhỏ lại. Đây các bạn bật bóng điện này lên nhá. Bật bóng điện lên thì nó soi sáng cho chúng ta. Nó có thể soi sáng cho chúng ta. Đấy, bóng điện đây rồi. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ để làm sao cô công chúa này chuyển động được. Muốn vẽ được cô công chúa chuyển động được thì các bạn tạo cho tôi các lớp. Ta chia nhỏ ra các lớp để làm cho nó đẹp hơn. Rồi các bạn đặt tên cho tôi là Drawing 1. Đầu tiên tôi vẽ dùng, các bạn nhấn là Line Art là Vector, còn Color Art là Bitmap. Đấy, thì chúng ta sẽ vẽ này. Ở đây là cái đầu, Head, Enter nhá. Rồi Hair, Front. Đó. Tôi đọc nhầm bác hair. Tóc trước và tóc sau. Ai wow. Đấy là lông mày nhá. Lông mày mau nói. Đấy. Rồi mắt. Mắt là ai. Rồi chúng ta vẽ là Easy. Easy là cái gì? Easy là lợi con người. Đấy. Rồi Easy Y là lòng trắng. Các bạn đặt lên tiếng Việt được, gần đây tôi thích thì tôi đặt tiếng Anh. Đây là cái đầu, rồi neck là cổ. Đấy. Chúng ta chú ý nhá, neck là cổ. Neck. Rồi tiếp theo là Easy, chúng ta chỉ cần vẽ một bên xong rồi nhân đôi để được bên trái bên phải. Cái này rất là ngon. Các bạn chủ động được. Còn đối với chúng ta vẽ cái kia, chúng ta vẽ trong Photoshop. Vẽ Photoshop xong rồi nó rất là nặng máy tính. Tiếp đến là các bạn phải vẽ cũng đầy đủ các bộ phận như vậy. Nhưng mà đây chúng ta chọn lại nào. Bây giờ chúng ta bắt đầu làm này. Chúng ta nhấp vào frame đầu tiên, giữ shift, chọn frame cuối cùng. Đấy. Rồi các bạn giữ cho tôi 3 phím shift and phím alt r. Tức là chúng ta sẽ ghi cho tôi là shift cộng alt cộng r to insert a frame. Đó. Insert a frame. Nghĩa là các bạn phải sử dụng 3 cái phím này để chúng ta chọn nó. Tức là chèn thêm một phim, một khung hình. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vẽ từng cái một nhé. Các bạn vẽ từng cái một cho tôi. Rồi đầu tiên chúng ta vẽ head. Đấy, gọi là đầu. Rồi chúng ta cho tạm vào đây. Đấy, chúng ta vẽ thì chúng ta xóa nó đi nhá. Rồi đến phần đây, nếu các bạn chậm thấy nó mà không, nó mờ quá hoặc là nó đậm quá thì chúng ta có thể chọn layer property, sau đó các bạn chọn cho tôi cái phần Lloyd Wing. Đấy. Transparency ở đây để cho nó đều, tức là nó trong suốt. Các bạn sử dụng cái này, sau đó các bạn có thể chọn xem nào, chơi color alpha. Cái này chúng ta chọn. Đấy, chọn transparency nhé. Rồi ta xem có transparency ở chỗ nào. Ok. Rồi cái này không quan trọng vì nó vừa rồi. Advanced này. Đấy, rồi chúng ta cứ để nguyên như thế nhá, tạm thời như vậy thì chúng ta sẽ học dần từng cái một. Rồi, ok. Chúng ta sẽ vẽ ở trên phần head trước, phần đầu này nhá. Hôm nay tôi dạy rất chậm để các bạn chú ý. Rồi. Rồi, các bạn có thể sử dụng phần pen để chúng ta vẽ. Pen rồi chúng ta vẽ được. Đấy. Nhưng phần pen này vẽ nó hơi xấu, chúng ta sử dụng phần line. Line. Được chưa? Rồi phần line thì bây giờ các bạn vẽ thêm cái bút theo bút chì này. Đây là những hình mà tôi đã vẽ để tôi chụp vào, quét vào. Đấy. Ghi Ctrl S để ghi vào. Xong bây giờ chúng ta sẽ dùng như sau. Các bạn vào trong Windows, các bạn chọn Tool Property. Đấy, để nó ra cho chúng ta một cái. Cho ta ra một cái là Tool Property. Đây, chúng ta nhấp sang bên này. Đấy, chúng ta chọn cho tôi cái nút bắt dính nhé. Bắt dính này, tôi chọn nút số 2 là thickness, là cái đường line nó nhỏ nhất. Đấy. Và bây giờ tôi vẽ, bắt đầu vẽ cái khuôn mặt của cô gái. Để tôi uốn, tôi giữ Ctrl để uốn nha, các bạn chú ý. Clip tiếp theo là chúng ta vẽ xuống cằm. Muốn cho nó khéo vào nha. Vẽ tiếp cái tai này. Ven up, ven down, ven down, ven down. Ok. Sau bây giờ chúng ta sẽ đổ màu. Ta được cái nào ta đổ màu luôn cho nó nhanh. Các bạn chú ý nhá, đổ màu luôn cho nhanh. Ta tắt bớt cái các menu này nó ra. Bây giờ ta chọn menu color. Color ở đây thì tôi import cái color khác vào. Vì cái này chúng ta đã chọn là link to external. Tôi chọn ra một cái có sẵn trước là chúng ta đã vẽ thì nó sinh ra. Ví dụ tôi chọn quả bầu tiên chẳng hạn. Đó, tôi chọn bầu tiên. Rồi tôi lấy ra một cái. Đây, màu da người. Các bạn chọn da người xong các bạn chọn pen này, các bạn phêm vào. Đó. Thì đây là xong cái mặt. Tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ sử dụng lên nút là headphone. Đấy, khi mà các bạn nhấp vào đây thì cái hình của nó sẽ mờ như này. Chúng ta sẽ có thể vẽ vào tóc. tôi chọn màu đen. Tóc này các bạn cứ lựa theo. Các bạn lựa theo cái này các bạn vẽ nhá. Rồi. Các bạn thấy là vẽ rất tốt đúng không? Rất là nhẹ nhàng. Đó. Các bạn. Đây là tóc đằng trước để khi mà nó còn rung rinh, khi mà chúng ta cho nó chạy nó còn rung rinh. Tiếp theo là tôi muốn làm cái bóng đổ cho cái tóc. Chúng ta làm bóng đổ cho tóc, đúng không? Rồi chúng ta làm như thế này. Chúng ta có thể làm. Ta cần Ctrl Z ta bỏ như thế này. Ta có thể làm sao mà rồi bây giờ ta tô màu, ta cho màu đen vào phần vị trí lớn. Đó. Còn vị trí này thì chúng ta chọn một cái màu nó nâu. Để chúng ta chọn new, các bạn chọn new nhé. Rồi ta chọn màu bóng của tóc, chọn chỗ này. Đấy, không các bạn có thể mở hết cả ra, chúng ta chọn màu. Đấy, tôi chọn màu này. Rồi bây giờ tôi sẽ tô vào các vị trí. Ok, quá đẹp luôn đúng không? Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục là chúng ta xong cái này, chúng ta chọn tóc sau. Đấy, chọn tóc sau thì các bạn chọn tóc sau, các bạn chọn cho tôi vẽ công chúa thật đẹp vào nhá. Rồi đó. Rồi chúng ta vẽ thêm mấy sợi ở đây ạ. Cái phóng to lên ta vẽ. Máy tính của tôi nó chậm, nó giật. Giật kinh khủng đúng không? Rồi chúng ta lại vẽ tiếp. Tí nữa các bạn sẽ thấy là công chúa của chúng ta có các chuyển động rất là tốt. Nếu như phim hoạt hình các bạn không muốn quay nghiêng thì bạn cứ để thẳng đứng cũng được. Còn nếu chúng ta cầu kỳ hơn, chúng ta muốn công chúa của chúng ta quay nghiêng, quay trái, quay phải. Chuyển xuống dưới chỗ này, mềm mại chưa? Các bạn nhìn thấy vẽ luôn, thế là rất là mềm mại. Đó. Các bạn có thể nối được sang bên này. Thì tóc của chúng ta không quan trọng là nó còn cái cổ đằng trước nó đè lên. Đó. Chỗ này cho một ít bóng. Chỗ này tôi cho một ít bóng nữa. Ok, bây giờ các bạn sẽ đổ màu vào những chỗ phần bóng thôi. Đó. Chỗ này nó thủng nha, cho nên là nó bị đó. Còn bây giờ chúng ta tô màu đen, cho công chúa. Đó. Đây là cái tóc đấy, tóc sau. À, còn chỗ này nữa. Đó, cho màu đen. Xong tóc đằng sau rồi thì bây giờ các bạn tiếp tục phần 1, 2. Rồi bây giờ chúng ta đến phần mắt, noi, màu. Đấy, bây giờ phần mũi. Phần mũi chúng ta cho màu đen. Phần mao, các bạn chọn cho tôi là mao thì chúng ta chọn một cái môi đỏ. Cho phần đây là chúng ta vẽ với cái mao đầu tiên thôi nhé. Sau đó thì tiếp theo chúng ta sẽ vẽ cái phần sau. Bây giờ chúng ta sang phần mắt. Mắt iris. Rồi đến phần Exit. ở phần edit này các bạn cho một cái màu đen ở bên trong. Đấy. Còn phần tiếp theo là chúng ta chọn một cái màu nâu ở phía trong. Ok, rồi các bạn tô vào bên trong này. Rồi đến phần lòng trắng ở white easy. Phần white này nhá, thì các bạn chọn color màu trắng. Các bạn vẽ lên. Các bạn vẽ lên vào đây. Chúng ta tô màu white. Đấy. Rồi chúng ta nhìn thấy này. Chúng ta nhìn thấy nhé. Chúng ta sẽ lấy EZIC và Y cho vào I, EZIC cũng cho vào I. Sau đó chúng ta copy duplicate select layer. Đó, duplicate xong thì các bạn vào tool property, các bạn chọn cho tôi select. Đó. Các bạn chú ý nhá. Rồi chúng ta lật bụp sang đây, rồi bên trong của nó là EZIC, chúng ta bụp sang đây, rồi bên trong của nó là Y, chúng ta bụp sang đây. Đấy, thì chúng ta đã vẽ xong này. Bây giờ chúng ta chỉ vẽ lông mày thôi. Rồi eyebrow, ở đây chúng ta vẽ lông mày. Rồi lát nữa các bạn sẽ nhìn rất là đẹp. Eyebrow. Chúng ta phóng to lên. Chúng ta chọn màu đen. Color. Sau đó các bạn duplicate cho tôi. Duplicate. Đó, duplicate và chúng ta chọn property, chúng ta chọn duplicate. Đó. Này để tôi xem lại nhá. Một xem. Nó là hai cái các bạn ạ. ta xóa bớt đi một cái bên này. Sau đó thì chúng ta xóa cái này đi. Đây là ta copy nhầm nhé, ta copy nhầm, ta duplicate. Rồi bây giờ tôi mới sử dụng. Đấy, bây giờ đúng rồi. Rồi ôi, và bây giờ chúng ta sang đây, các bạn nhìn thấy nó đen xì đúng không? Không sao. Bây giờ chúng ta sẽ làm bước như sau. Các bạn làm như sau nhá. Phần head các bạn ấn vào trục Z, chúng ta cho là 0.002. Đấy. Rồi cái này chúng ta cho 0.003. Đó. Rồi chúng ta để thế là ngon rồi. Ebow chúng ta cho 0.004. Noi .004. Ta làm cái đầu tiên thôi, về sau nó tự nó đi. Noi mount nói đây. Đấy. Không chấm 004. Ok. Giờ chúng ta tiếp tục để xem là nó không lên được đoạn nào. Đấy. Màu nhé, màu. Giờ chúng ta là ai thì chúng ta như sau: 0.004, exit 0.005. Chấm 006. Đấy, chúng ta nhìn thấy. Ngon lành quá. Rồi, chúng ta tiếp tục. Rồi bây giờ chúng ta sẽ trở về camera. Ngon rồi đấy. Bây giờ chúng ta thấy là Chúng ta thử tắt đi cái lớp này. Đó. Đẹp chưa? Rồi, các bạn đợi tôi tí nhé. Ok, rồi bây giờ chúng ta xử lý cái noise. Noise ở đây ta vẽ lại. Ok, công chúa đẹp rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cho bên trong môi của công chúa, chúng ta để cho phần mouth. Chúng ta cho color. Ok. Rồi. Các bạn có thể vẽ đủ hoặc là chúng ta có thể cho như này, chúng ta có thể quay được. Bây giờ chúng ta mới rigging công chúa. Đấy, rigging cái đầu thôi, làm cho chuyển động cái đầu. Thì các bạn chú ý này. Ta chọn cả 4 cái này. Các bạn giữ hai phím Ctrl C, Ctrl cộng, Shift cộng. Shift cộng, Shift Dot F. Rồi chọn hai cái đấy nhá. Rồi đến bây giờ chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta chọn nút này. Chúng ta chọn từng cái một. Chúng ta chọn font hair. Ok, rigging. Đấy, chúng ta chọn tool. Các bạn có thể sử dụng envelope này, gray mode này, chọn cái này là free form mode, chọn cái này là curve mode, chúng ta chọn này. đến lúc đó thì các bạn sẽ sau được cái này rồi các bạn sẽ trình bày. Ví dụ các bạn đi đến đây, ok, các bạn đi tiếp đến đây, các bạn có thể thấy đó. Bạn đi tiếp này, đi tiếp này, thì đến đây thì các bạn có thể đó. Đó, các bạn nhìn thấy nhé. Rồi các bạn nhìn này, ta chạy thử và xem nhé. Đấy. Rồi để ta cho dịch lên một đoạn rất là dài luôn. Rồi đấy là chúng ta bây giờ đến phần backend này, thì chúng ta cũng chọn vào đây, chọn này 1 2 3 4. Đó. Thì chúng ta đưa vào nhé, chúng ta nhìn cái đường này, cho này đi. À, còn cái mặt nữa, thì các bạn về đây, head, color, ok, các bạn chọn vào đây, các bạn về đây. Rồi tiếp tục các bạn có thể chọn dễ, nói chung là rất là dễ, hai cái này nhá. Rồi bây giờ khuôn mặt hết, bạn chọn này, bạn chọn cho tôi đây. 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 Rồi bây giờ chúng ta như này, thế nha, các bạn nhìn cái hình tôi di chuyển, cái này tôi cho về phục hồi về, này đã được cho. Chúng ta đưa về phục hồi vào đây để cho nó cùng trên một cửa sổ, về cùng trên một cửa sổ. Các bạn nhìn nhé, ok, các bạn ấn cái phím dấu cộng đây, tôi viết ra như này thì các bạn dễ xem. Đấy. Các bạn thấy tuyệt vời không? Ta sẽ ghi nhé, chúng ta ghi cho tôi là Rex Key To Move Next Frame and Back Frame. Đó. Các bạn chú ý như thế nhé. Move cái này để chúng ta có thể chuyển động được. Được chưa? Ok chưa? Sau rồi bây giờ chúng ta sẽ thu nhỏ cái đó. Rồi. Bây giờ chúng ta này test này vào đây. Chúng ta chọn ai? Ta chọn xong chúng ta dịch thêm một đoạn nữa. Đưa cái pet và đưa cái tâm nó về để chúng ta dễ dàng di chuyển. Này chúng ta đưa xuống mái tóc, đưa xuống cái này chúng ta đưa lên. Đó. ta đưa cái này sang bên quay bên này thì chúng ta nhìn thấy. Đó, ok. Rồi chúng ta tiếp tục sang phần bên này. Phần bên này thì... chúng ta cũng chọn cái pet này đưa lên đây. Thì chúng ta sẽ chọn tiếp cái phần bên này sang bên này thì chúng ta nhìn thấy là chúng ta có thể chọn để sao nhìn thấy không? Okay. Đấy, thì chúng ta đã làm được cái phần điều khiển. Đấy. Còn cái mồm này các bạn có thể thêm rất nhiều loại khác nhau. Cái này mũi. Bên đây. Đó. Đó. Thì các bạn có thể làm đây. Thế còn cái người thì tôi sẽ dạy trong bài tới, vì bài này là chúng ta mới vẽ được cái một cái chuyển động hoạt hình tương đối, có thể hoạt hình chuyển động trước sau được như vậy. Các bạn làm như vậy thì nó nhanh hơn. Đấy, các bạn có thể làm như thế. Đây là tôi dạy chậm, còn mình tôi làm thì làm rất là nhanh. Đấy. Các bạn chú ý nhé. Ok chưa? Ngon. Chúng ta có thể là học rất là dễ. các bạn chú ý nhé, cái mồm chúng ta sẽ vẽ thành nhiều khung, ví dụ mồm nói vân vân, thì chúng ta sẽ, tôi sẽ làm cho cái mồm nói được. Bây giờ tôi tiếp tục với cái mouse, này, mouse nhé. Các bạn ấn cho tôi Shift Ctrl R và chúng ta bật cái onion này lên. Phần này chúng ta vẽ là một cái mồm, các bạn không cần phải hành động cái mồm với một cái gì đó, chúng ta sang một cái mồm nữa rồi chúng ta vẽ tiếp. Rồi bây giờ các bạn nhìn vào đây nhé, các bạn nhìn sang đây, các bạn tắt cái này. Đây bây giờ các bạn sẽ bật một cái nút có tên là Raw Saturation. Tôi cho cái mồm. Đó. Thì bây giờ nói này. Nhanh hay chậm là do chúng ta điều khiển. Vậy thì chúng ta sẽ có. Đấy. Được chưa? Đấy. Bài này cực kỳ hay, các bạn sẽ tham khảo chất lượng nhé. Rồi bài sau tôi sử dụng camera để các bạn nhìn này. Đây chúng ta này. Đan loát này, các bạn có thể kéo này với đây để chúng ta thử. Rất là ngon đúng không? Rồi bây giờ các bạn đã thấy là chúng ta đã hoàn thành xong được một cái đầu với một cái sự rigging rất là chuẩn. Đó. Mồm của chúng ta đồng đậy như vậy. Còn cái này chúng ta có thể đó. Anh à, em chỉ yêu anh thôi. Đó, em chỉ yêu anh thôi. Anh thạch xanh ạ. À. Đấy, chúng ta làm như vậy. Các bạn đã hiểu chưa? Đây, chúng ta làm phim hoạt hình, chúng ta đã làm được tóc chuyển động bay trong gió. Ok. Rồi thân ái chào các bạn nhé. Chúc các bạn một ngày vui vẻ, hạnh phúc.